Hôm qua, Thành ủy Hội An của tỉnh Quảng Nam cho biết, trong khi chờ giải pháp tối ưu cũng như là đánh giá toàn diện của các nhà khoa học trong nước và quốc tế về việc trùng tu bảo vệ di tích Lai Viễn Kiều, Chùa Cầu, thành phố Hội An sẽ sớm thực hiện việc hạn chế lượng khách tham quan nhằm chống quá tải cho di tích. Theo đó, thì mỗi đợt khách lên tham quan Chùa Cầu không vượt quá 20 người. Đây là một trong những giải pháp tình thế đang được thành phố khẩn trương thực hiện để bảo vệ di tích Chùa Cầu đang xuống cấp đến mức báo động. Nhiều ý kiến và giải pháp sửa chữa trùng tu di tích này do các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra, nhất là ý kiến hạ giải toàn bộ các hạng mục của Chùa Cầu để trùng tu. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản biện quyết liệt về việc hạ giải toàn bộ mà cho rằng nên hạ giải từng phần. Thành phố Hội An ghi nhận tất cả các ý kiến, các giải pháp. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp phải được đánh giá toàn diện và hết sức cẩn thận. Di tích Chùa Cầu là biểu tượng của phố cổ Hội An và được xây dựng cách đây hơn 400 năm. Tuy vậy, mỗi ngày di tích này phải cõng trên mình 4.000 lượt khách đến tham quan. Vào ngày lễ Tết, lượng khách tham quan Chùa Cầu còn gấp nhiều lần. Do đó, hạn chế khách tham quan Chùa Cầu là một trong những giải pháp tình thế để cứu vãn di sản này.